Và xin ân ái kính chào anh Ánh, kính chào quý mục sư cùng toàn thể quý cô chú và anh chị em chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì chúng ta lại được gặp nhau tại trên căn phòng Zoom này, và bởi ân điển của Chúa mà chúng ta còn có thể được gặp lại hết thảy cô chú và anh chị em tại trên phòng Zoom này. Và trước khi mà chúng ta bước vào trong thì giờ thờ phượng Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay, một lần nữa con xin giới thiệu với Hội Thánh thầy Bảo sẽ đọc cho Hội Thánh chúng ta những bài hát mới để chúng ta thờ phượng Chúa. Hội Thánh chúng ta có amen không ạ? Dạ, thì giờ này con xin mời thầy Bảo ạ. Dạ, xin thân ái kính chào Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa tôi có cơ hội để phục Chúa ngày hôm nay ở Thánh Thiên Ái. Cảm ơn Chúa thì tôi xin phép được hát với Hội Thánh bài hát Bàn Tay Mang Dấu Đinh. Thì thật ra bài hát này không phải là mới, mà bài hát này là bài hát cũ. Bài hát có khá nhiều người biết, nhưng mà nó cũng có khá nhiều người không biết đến. Tôi thấy bài hát này nó rất là được khích lệ ở trong, đặc biệt là trong những cái ngày này, và đặc biệt là ở Cà Mau của chúng ta cũng cần được khích lệ. Chúng ta sẽ cùng nhau tập cái bài hát này. Tôi xin phép được hát trước. Xin nhờ ban kỹ thuật sẽ chiếu cái lời bài hát lên. Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên. Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đi. Bạn thân mến, đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm. Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chiều đi. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dẫn đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại từ đầu nha. Và chúng ta đã nghe quen cái giai điệu rồi, chúng ta sẽ hát lại từ đầu. Chúng ta sẽ hát luôn hết cả bài nha. Bạn thân mến, bài lúc nãy bạn tâm anh của mình. Nhờ ban kỹ thuật chiếu lại cái bài cho mọi người ạ. Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi dòng tố nổi lên. Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đi. Bạn thân mến, đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm. Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chiều đi. Xin lỗi, chắc là ban kỹ thuật gặp trục trặc với cái slide phải không ạ? Mình có thể tắt cái hiệu ứng chuyển giữa các cái slide. Nãy tôi xin lỗi là vì tôi sơ suất, tôi có để cái hiệu ứng chuyển đó. Mình tắt cái hiệu ứng chuyển để mình dễ chuyển cho mọi người xem. Rồi chúng ta sẽ hát lại nha. Ban kỹ thuật được chưa ạ? Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi dòng tố nổi lên. Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến, đừng thất vọng khi đau đớn trước thêm. Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đi. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dẫn đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Bạn thân mến, đừng run sợ khi muôn phía tôi đen. Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đi. Thân mến, đừng nghi ngờ khi thử thách đau đi. Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đi. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn
đặt trong tay Chúa. Ngài đưa ra nơi sông bạn vượt ngoài cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Khi sao xuyên đức tin bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đi. Thân mến đừng yêu mềm khi cam dỗ đến bên bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đi. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lên tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa sang đời sông bạc vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Thân mến đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian, bằng năm ngày bàn tay mang dấu đình. Bạn thân mến đừng ngưng dựa vào chân thế tôi tâm, bằng năm ngày bàn tay Chúa chịu đi. Đi trên lối nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dẫn lời sông bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Amen. Dạ, chúng ta nắm được bài hát này chưa ạ? Dạ, bây giờ chúng ta sẽ hát lại một lượt nữa lời lời 1 ha. Lời 1, lời 2, sau đó chúng ta sẽ bước vào trong cái thời giờ cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta nắm lấy tay Chúa ở trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào diễn ra trên cuộc đời của chúng ta. Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi dòng tố nổi lên, bằng nắm ngay bàn tay mang dấu đình. Bạn thân mến đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm, bằng nắm ngay bàn tay Chúa chịu đi. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dẫn đời sông bạc vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Thân mến đừng run sợ khi con phía tôi đêm, bằng năm ngày bằng tay mang dấu đi. Thân mến đừng nghi ngờ khi thử thách đau điên, bằng năm ngày bằng tay Chúa chịu đi. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lên tay bạn đặt trong tay Chúa. Hãy đưa dâng đời sông bằng được mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng bao lần nữa. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dâng đời sông bằng được mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng. Amen. Amen. Dạ, chúng ta đến với Chúa, dạ, chúng ta cầu nguyện. Xin người hướng dẫn tiếp tục hướng dẫn chương trình. Dạ. Dạ, xin cảm ơn thầy Bảo, bài hát rất là được khích lệ. Và trước khi mà chúng ta bước vào trong thì giờ chúng ta thờ phụng Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay, một lần nữa con xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng hiệp ý với thầy Suốt sẽ dâng lời cầu nguyện cho buổi chiều ngày hôm nay trước khi mà chúng ta bước vào trong thì giờ. Chúa không được. Chúa xin hội thánh hiệp ý tôi trong sự cầu nguyện. Xin lạy Chúa là Đức Chúa Trời của mỗi một anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì một ngày phước hạnh, ngày ở cùng, ngày đồng hành với anh em chúng con, ngày bảo vệ con dân của Ngài được bình an.
Cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay Ngài công bố tất cả ông bà anh em chúng con nhóm nhau lại trên đường dây online này. Cảm ơn Chúa giờ này anh em chúng con cũng ca hát thờ phượng Ngài, anh em chúng tục anh em chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa bởi ân điển của Ngài mà anh em chúng con được cứu, nhờ ân điển của Ngài mà anh em chúng con được làm con trai con gái của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài đến Ngài ban ơn ban phước cho tất cả ông bà chị em chúng con, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, đầy ơn của Chúa và đầy sự sức dầu mới của Ngài ở trên đời sống anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ gìn giữ anh em chúng con được sống ở trên đất này. Buổi tối hôm nay anh em chúng con nhóm vô lại và anh em chúng con ca hát thờ phượng Ngài, xin Ngài đồng hành với anh em chúng con. Khi anh em chúng con cắt tiếng đàn lên, anh em chúng con ca hát, xin Ngài ở cùng và đồng hành. Xin Ngài khi sứ thánh của Ngài dựng bốn bức tường lửa xung quanh căn phòng nhóm và tất cả âm thanh đường dây chiếu sáng rồi mọi bề được tự do thông mạch để anh em chúng con ca hát thờ phượng Ngài. Xin Ngài ban ơn ban phước cho thầy Bảo hướng dẫn, thầy Bé Quỳnh hướng dẫn chương trình, thầy Bảo đàn, thì Bảo cất tiếng đàn lên, thì thánh linh của Ngài ở cùng thầy Bảo và ban ơn ban phước cho thầy Bảo, đầy ơn của Chúa và đầy sự sức dầu mới của Ngài ở trên đời sống của thầy Bảo. Ơn cần thêm ơn phước cần thêm phước nữa, xin Ngài cũng cho thầy Bảo mỗi ngày luôn luôn được có tiếng đàn để ca hát thờ phượng Ngài, tôn vinh đức tụng danh thánh của Ngài, mỗi ngày càng lớn lên, mọi ngày càng phát triển hơn thế nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, xin Ngài ban ơn ban phước cho Bé Quỳnh mỗi ngày hướng dẫn chương trình, về cho em được mỗi ngày hướng ở trên cao mà xuống, ban em đầy ơn của Chúa và đầy sức dầu mới của Ngài trên đời sống của em mỗi ngày để phát triển phát huy danh Chúa, và danh Chúa sẽ được đồn ra mà tiếng tâm em cũng sẽ được phước và được mỗi ngày được phát triển mà mỗi ngày được tôn cao hơn nữa và danh Chúa sẽ được sáng lạng hơn nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con giờ này thì giờ này anh em chúng con chuẩn bị ca hát tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài, xin Ngài cũng ở cùng với tất cả ông bà anh chị em chúng con, vì lời của Chúa nói rằng hai ba người nhóm vô lại thì nhân danh Chúa thì Chúa ngự ở giữa. Con tin rằng ngay giờ này Đức Chúa Trời ở giữa dòng anh em chúng con, khi anh em chúng con cất tiếng hát lên thì Ngài sẽ đến, Ngài sẽ ban phước ban sự bình an trên đời sống ông bà anh chị em chúng con buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa, con dâng mỗi thì giờ trên tay Ngài, xin Ngài tẩy trị từ giờ đầu cho đến giờ cuối, gặp gần trên thánh linh anh em chúng con, dẫn dắt anh em chúng con mỗi ngày, mỗi đường lối đưa vô anh em chúng con, anh em chúng con ca hát và tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài thì mọi việc đều được tốt đẹp. Con cảm ơn Ngài, con nói rằng con yêu Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thầy Suốt ạ. Dạ, thì giờ này con xin quý hội thánh chúng ta cùng thờ phụng Chúa cùng với Thầy Bảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, xin mời Thầy Bảo ạ. Hallelujah. 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 Chúng con đến trước mặt Ngài, linh hồn của chúng con lời khen Chúa cao cả vĩ đại. Chúng con nói với Chúa rằng không ai giống như Chúa của chúng con, không ai vĩ đại, không ai cao cả, không ai nhân từ, không ai quyền năng, sức mạnh giống như chính mình. Chúng con ca ngợi Ngài và linh hồn của chúng con cất tiếng lên chúc tụng Chúa của chúng con ngay giờ. Hồn người khen Chúa, lưu Chúa tôi được Chúa chờ, lương bây gì quyền bình thầy ngài. Hồn người khen Chúa, hồn người khen Chúa, nơi mà mình đang thở, hãy đưa tay cao lên và ca ngợi Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi được Chúa chờ. Đừng bay đi miền biên bay.
Chúa. Con ngợi khen Chúa, thương Chúa, tôi được Chúa chờ. Đang bay đi thiền bình hay ngài, hồn ngài khen Chúa, cứu Chúa, tôi được Chúa chờ. Hallelujah.
Hallelujah. Hãy ca ngợi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, cùng ca vang. Hallelujah. Hãy ca vang. Hallelujah. Don't
ca. Hãy chúng ta đời Chúa tin thương. Hosanna trên trời cao, đời đời Hosanna. Hosanna trên trời cao, đời đời Hosanna. Hosanna trên trời cao, đời đời Hosanna. Hosanna trên trời cao, đời Hosanna. Hosanna trên trời cao, đời Hosanna, Hosanna, Hosanna trên trời cao, đời đời. Hallelujah. Chúa cho đấng ngồi trên ngôi cao sang. Hosanna là chiên con đời đời Chúa trên trời. Vinh hiển thuộc về một mình Ngài. Vinh hiển thuộc về một mình Chúa của chúng ta. Mọi sự chúc mừng, mọi sự tôn vinh, mọi sự tôn cao, mọi sự vinh hiển được đáng thuộc về một mình Ngài. Chỉ một mình Ngài đáng nhận được mọi lời ngợi khen và chúc ta của chúng ta. Một mình Chúa Giê-xu của chúng ta. Alleluia. Hát ca ngợi trong trần gian, hát ca ngợi trong trần gian. Hãy hát tương ta lời Chúa tiên thượng. Ô ta đã trên trời cao, đời đời. Hosanna trên trời cao, đời đời. Hosanna trên trời cao, đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con chào đón sự hiện diện của Thần Thánh Linh lúc này buổi tối ngày hôm nay. Nơi nào chúng con tôn cao Ngài, nơi nào chúng con thờ phượng Chúa, tôn cao danh của Chúa Giê-xu, thì có sự hiện diện của Thánh Linh nào. Thánh Linh đến với chúng con ngay giờ này. Mỗi một chúng con mở lòng ra, chào đón sự thấm thía đụng chạm của chúng con, chào đón sự vận hành của Ngài. Xin đến và chủ tể trên đường linh của chúng con. Xin đến và chủ tể trên đường truyền mạng. Đến và chủ tể trên tất cả các thiết bị. Đến và chủ tể trên tất cả những người nói, người nghe. Đến và chủ tể trên từng giai điệu, từng nốt nhạc. Đến và chủ tể trên lời của Ngài. Đến ngay giờ này chúng con chào đón sự diện của Thánh Linh vĩ đại. Thánh Linh vĩ đại. Ơn linh Chúa thay lòng rộng mở, đón Chúa đến đây. Ơn linh Chúa thay lời xin Chúa. Chú tế chốn này, quang năng thay danh Chúa Cha, Chúa nhân từ hồng ơn, mời Ngài đến nơi đây. Rộng mở đón Chúa đến đây. Thần linh Chúa thánh lời xin Chúa chủ tế chỗ này. Hoàn năng hay danh Chúa Cha, Chúa nhân từ. Thank you.
mình Chúa thay lòng thơ con Chúa đến đây mình Chúa thay tình Chúa Chúa thế cho này và nhà hay dành Chúa cha Chúa nhân từ hãy dành Chúa Cha, Chúa nhân từ hồng ân, nơi Ngài đến, nơi đây Chúa. Nơi Ngài đến, nơi đây chúng con chào mừng đến với chúng con ngày giờ thánh linh này. Hallelujah, 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 cho chúng con chiêm ngưỡng sự hiện diện vinh quang vinh hiển của Ngài. Xin cho chúng con cùng hòa lòng với các trưởng lão và các thiên sứ thánh trước mặt Ngài, cùng cất tiếng lên mà chúc tụng Ngài. Hallelujah. Vì Chúa ơi, ở trước sự hiện diện của Chúa không có một từ ngữ nào, không có một lời nói nào, một từ ngữ nào của chúng con có thể diễn tả hết được sự vinh hiển của Ngài, có thể ca hát, có thể nói lên hết được sự vĩ đại vô bờ của Ngài. Chúng con chỉ có thể hòa lòng với các thiên sứ thánh ở trước ngai của Ngài và cất tiếng lên Hallelujah, chúc tụng Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah. Ah!
Yeah.
Amen. Hallelujah. Thật, Ngài đã mang sự đau đớn của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Những người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi làn roi người mang, chúng ta được lành. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chữa lành cho chúng ta. Chúng ta ca ngợi danh của Chúa Giêsu, danh đời đời bất biến, từ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời, danh xưng của Ngài không thể thay đổi. Và uy quyền ở trong danh của Ngài, sức mạnh, năng lực ở trong danh của Ngài chẳng hề chuyển đổi bao giờ. Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Alleluia. Giêsu yêu tôi, cơn yêu đau. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu lời Ngài đã chữa lành bên tôi. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu yêu tôi, Giêsu yêu tôi, đấng yêu đau. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu lời Ngài đã chữa lành bên tôi. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Muốn nói Giêsu yêu tôi, Giêsu yêu tôi, đấng điều đau. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu lời Ngài, Giêsu lời Ngài đã chữa lành bên tôi. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu yêu tôi, đấng yêu đau, đấng yêu đau. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu lời Ngài đã chữa lành bên tôi. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu yêu tôi, đấng điều đau. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu lời Ngài đã chữa lành bên tôi. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu yêu tôi, đấng yêu đau. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Giêsu lời Ngài đã chữa lành bên tôi. Giêsu yêu tôi, đấng chữa lành. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Xin mời người hướng dẫn chương trình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thầy Bảo. Cảm ơn Chúa vì thời giờ mà chúng ta được thờ phượng Chúa cùng với nhau. Và con tin rằng trong thời giờ mà chúng ta thờ phượng Chúa thì chính mình Chúa đã đổ đầy cho quý cô chú màn chem và thầy chúng ta đi được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Và trước khi mà chúng ta bước vào trong thời giờ, chúng ta nghe lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay, một lần nữa con xin kính mời cô Năm Gõ sẽ chúng ta sẽ cầu nguyện cho thời giờ mà chúng ta nghe lời Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin là Thánh cùng hiệp ý với cô Năm Gõ trong sự cầu nguyện. Yeah.
Dạ được rồi đó cô Năm, cô Năm cầu nguyện đi ạ. Đúng rồi, cô còn quen hả? Đâu nghe đâu. Hallelujah. Hallelujah. Ủa, à, bữa nay một sư nào cũng dẫn lời Chúa gì vậy? Dạ, một sư Vincent. Một sư gì? Hallelujah. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa trời. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho chúng con. Nhưng chiều nay chúng con gom bó lại, chúng con tôn cao danh của Ngài. Giờ đây chúng con cũng nghe lời Chúa qua mục sư chia sẻ lời của Chúa. Xin Chúa con ban ơn cho mục sư được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn có càng thêm phước. Xin Chúa có ban cho chúng con, tất cả từng người một chúng con để nghe qua lời của Chúa, cho mục sư diễn tả lời của Chúa cho chúng con, để chúng con hiểu, chúng con nắm bắt, chúng con làm theo lời Thánh Linh dẫn dắt cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm cha ơi. Xin cha cũng ban ơn cho gia đình của mục sư cũng được sự bình an trong dòng huyết của Ngài trước khi mục sư nghe chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn cho ông được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn phước càng thêm phước. Xin hơn nữa cha ơi, con cảm ơn Ngài. Xin cha cũng ban sức mới cho tất cả anh chị em chúng con ở trong phòng cầu nguyện toàn cầu này, ở trên Facebook cũng ngồi nghe lời của Chúa để dầm thấm trong tâm trí, để chúng con nghe, chúng con hiểu, để chúng con làm theo, để chúng con áp dụng trong đời sống của chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con xin dâng lời cầu nguyện của con và dâng mục sư lên cánh tay quyền năng của cha. Xin cha cũng giấu nơi bóng cánh toàn năng của Ngài. Con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Năm gõ ạ. Và thời gian này chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua mục sư Vincent trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ xin mời mục sư. Mục sư gì cha? Có nghe gì? Cảm ơn Chúa. Okay, so we will welcome Pastor Vincent to share God's word for us tonight. Thank you. This is honor to together with brother and sister in Vietnam. Thank you, Sister Nguyen, and thank you, Muksu Bao. Wonderful worship. Yeah, I can feel the presence of God here. And why we not give glory to God? We give glory to God. Hallelujah. Yeah, chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa của chúng ta. Và cảm ơn quý vị vì vinh dự của tôi được chia sẻ lời Chúa cho quý vị. Cảm ơn mục sư quản nhiệm là mục sư Bảo đã mời tôi chia sẻ lời Chúa cho quý vị tối ngày hôm nay. Happy New Year 2022. Dạ, chúc mừng năm mới. We here today. We have plan for 2022. Chúng ta ở đây và chúng ta chắc hẳn là mỗi quý vị đều có kế hoạch cho năm 2022 của mình rồi đúng không ạ? We learn about the power. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề đó là quyền năng. Of purpose-driven mission. Quyền năng của mục đích và khải tượng. I share one of the picture here. Dạ, tôi xin chia sẻ cho quý vị xem một cái tấm hình. This gentleman I meet on 15 January 2020. Tôi đã gặp quý ông này vào ngày 15 tháng 1 vừa rồi. I meet him in one of the hotel in Bali. Tôi gặp ông ở một trong những cái khách sạn ở Bali. I meet him incidentally inside the lift. Tôi tình cờ gặp ông thôi ở trong cái sảnh của khách sạn. When we he meet us with my wife and my children, and suddenly inside the lift he cried. Dạ, và tình cờ khi mà ông gặp tôi và cùng với gia đình và vợ và con tôi thì tự nhiên ông khóc. And he keep crying. Và ông cứ khóc mãi như vậy quý vị. And he want to run from me. Và ông gọi là ông muốn theo tôi. And I didn't know him, but I told him, you don't need to run. Và tôi không biết ông, nhưng mà tôi đã nói là ông không cần đuổi theo tôi. I'm not share anything to him yet.
Lúc đó tôi chưa nói gì với ông cả. We just meet inside Delhi. Lúc đó chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. But the power of Holy Spirit already touched him. Nhưng mà quyền năng của Đức Thánh Linh đã động chạm tới ông. And I told him, you don't need to run, because he tried to run from me. Và ông đã cố gắng chạy khỏi tôi, quý vị, ông đã cố gắng thoát khỏi tôi, nhưng mà tôi đã nói với ông là ông không cần phải chạy đi đâu hết. And I told him, Jesus loves you. Và tôi nói với ông rằng Chúa Giêsu yêu ông. Give your life to Jesus right now. Hãy dâng đời sống mình cho Chúa ngày hôm nay. And he cried and I led him pray to accept Jesus. Và ông ấy bắt đầu khóc và tôi đã cầu nguyện cho ông ấy tin nhận Chúa. And I prayed at the front of many people. Và tôi cầu nguyện cho ông tin nhận Chúa trước mặt nhiều người. And actually all the people is his staff. Và thật ra những cái người đứng xung quanh đó đều là nhân viên của ông. And he introduced to myself. He told me he is the general manager for this hotel. Và khi mà ông giới thiệu với tôi á, thì tôi mới biết ông chính là quản lý của khách sạn. When the power of Holy Spirit work in you, people can get touched only just incidentally meet. Yeah. Và quý vị ơi, khi mà quyền năng của Đức Thánh Linh ngày hành động ở trong quý vị thì những người khác sẽ được đụng chạm ngay cả khi người ta chỉ tình cờ gặp quý vị mà thôi. I meet this gentleman. Và tôi cũng gặp First January 2022. Tôi gặp một quý ông này vào ngày 1 tháng 1 vừa rồi. I meet him in the place 4 hours from my house. When I drive from my house, take 4 hours. Và tôi gặp ông khi mà tôi đang trên đường lái xe. I meet him in the park. Tôi gặp ông ở trong một cái công viên. He don't know me, I didn't know him. Chúng tôi không biết nhau, chúng tôi chưa quen nhau. But the Holy Spirit whispered in my heart. Đức Thánh Linh nghe thì thầm ở trong lòng của tôi. About his life. Về cuộc đời của ông này. And I told him 40 years ago. Và tôi bắt đầu nói với ông 40 năm trước. God just spoke to me. You got big trouble. And since then, your life is broken. Đức Thánh Linh ngày nói với tôi rằng 40 năm trước cuộc đời ông đã có một cái biến cố lớn và ông kể từ đó cuộc đời ông đã gọi là and he's scared of me. Và phá sản và ông sợ tôi lắm khi mà tôi nói trúng phốc như vậy. He said, how do you know? Ông hỏi tôi là sao anh biết vậy? I was broken 40 years ago. Tôi đã phá sản 40 năm rồi. My marriage is break up and I was 23 years old at the time. Và tôi cũng vợ tôi cũng đã ly dị tôi khi mà tôi mới 23 tuổi thôi. And I asked him to accept Jesus but he scared of me. Và tôi bắt đầu mời gọi ông tin nhận Chúa nhưng mà lúc đó ông ấy đang sợ tôi. But I told him Jesus loves you and the purpose Jesus revealed this story, so Jesus like to accept you as you are. Nhưng mà tôi nói với ông rằng ông ơi, Chúa ngài rất yêu ông và Chúa ngài cho tôi biết những điều này để rồi ngài nói với ông rằng Chúa ngài chấp nhận dẫu ông như thế nào đi nữa. I didn't push him because I can see he looked at me with fear and tremble. Và lúc đó tôi nhìn thấy sự sợ hãi và sự run rẩy ở trong ánh mắt của người đàn ông này. The power of Holy Spirit can work to everyone, working with everyone. Và quý vị ơi, quyền năng của Đức Thánh Linh có thể làm việc ở trong bất cứ ai. Brother and sister, hãy anh chị em, we
have mission for 2022. Trong năm 2022 này chúng ta có một sứ mạng. I believe everyone of us have New Year resolution. Tôi tin chắc rằng mỗi một chúng ta đều có một cái gọi là cái kế hoạch riêng cho năm mới của mình, đúng không ạ? If you don't have, please have one. Còn nếu mà quý vị chưa có lên kế hoạch cho một năm mới của mình sẽ như thế nào đó thì quý vị nên có một cái kế hoạch. Because we have great purpose for 2022. Bởi vì trong năm 2022 này thì chúng ta sẽ có một cái mục đích mới và mục đích lớn. But we here tonight. Và tối ngày hôm nay chúng ta ở tại nơi đây. God give us higher purpose. Chúa ngài cho chúng ta một cái mục tiêu, mục đích lớn hơn. He give us the mission. I read from Matthew chapter 28:19-20. Chúa ngài cho chúng ta một cái sứ mạng mà được viết ở trong Matthew đoạn 28 câu ở chapter 28:19-20. Maybe I read first, yeah. Yes. Go therefore and make disciples to all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Dạ, và tôi xin đọc ở trong Matthew đoạn 28 câu 19 và 20. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. This must be become our first mission in 2022. Và quý vị ơi, cái câu kinh thánh này phải trở thành cái mục tiêu tiên quyết, cái sứ mạng tiên quyết của chúng ta ở trong năm 2022 này. When we prioritize our life for God's kingdom first. Khi mà chúng ta ưu tiên công việc của vương quốc Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. And this thing shall be added unto you. Thì all other things shall be added unto you. Thì Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. We know in the Matthew chapter 6 say seek first the kingdom of God and his righteousness. Yeah. Chúng ta biết có một câu kinh thánh ở trong Matthew đoạn 6 có nói gì ạ? Hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời trước hết. This is the reason we must have this mission first. Và đó là vì sao mà chúng ta phải đặt cái sứ mạng, đặt cái câu kinh thánh này làm sứ mạng cho cuộc đời của chúng ta trong năm 2022 này. And I guarantee you, your year 2022 become the best year ever. Và khi mà chúng ta ưu tiên cái sứ mạng của Chúa thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ có một năm thật là tuyệt vời. Because they say all the Gentiles, all the unbelievers, they seek for what we drink, what we shall wear, what we shall eat, but for us, we seek first his kingdom. Yeah. Bởi vì chúng ta thấy những người ngoại, những dân ngoại thì họ tìm cái ăn, cái mặc, họ lo cho cái mưu sinh của họ, nhưng mà đối với cơ đốc nhân của chúng ta thì sao ạ? Chúng ta tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời là trước hết. What purpose for this mission? God give us this purpose. What for? Vậy cái mục đích của cái đại sứ mạng, đại mạng lệnh này là gì? The purpose is written in Philippians chapter 2 verse 10 to 11. This is the purpose. Và sứ mạng và mục đích của sứ mạng được viết ở trong Philip đoạn 2 câu 10 đến câu 11. So every knee shall bow, every tongue shall confess. Only Jesus Christ is the Lord and the Savior. Và mọi lưỡi, Philip đoạn 2 câu 11, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. This is the purpose of the mission. Và đây là mục đích của sứ mạng. And to accomplish the mission. Và để hoàn thành cái đại mạng lệnh của Chúa đó. God give us the power. Chúa ngài ban cho chúng ta quyền năng. Why we need power?
Tại vì sao chúng ta cần quyền năng của Chúa? The power is very important. Quyền năng rất quan trọng nha quý vị. To complete the mission. Quyền năng là để hoàn thành mạng lệnh. I give an example. Để tôi nói cho quý vị một ví dụ. COVID outbreak. Về cái sự bùng nổ của đại dịch COVID. Government have the mission. Vaccinate all his citizens. Khi mà dịch COVID bùng nổ ra thì mọi chính phủ đều có một cái mục tiêu duy nhất, đó là cho tất cả người dân đều được tiêm chủng. This is the mission for the government, from the government. Đây là cái gọi là cái sứ mạng của chính phủ. What the purpose for? Và cái điều này để có mục đích làm gì? The purpose is to protect citizens from COVID. Và cái sứ mệnh này nhằm mục đích là để tất cả những người dân đều được bảo vệ khỏi virus corona. But to complete this mission, nhưng để hoàn thành, exercise his power. Nhưng mà để hoàn thành được cái sứ mệnh này, cái sứ mạng này, thì chính phủ phải gọi là có quyền thi hành, có quyền lực để thi hành. Government use the power to take away freedom for unvaccinated people. Sorry, can you say that again? The government take away freedom for the people unvaccinated. Tức là chính phủ take away freedom. Yes. Yeah. Tức là like people not vaccinated, they cannot go to the shopping mall. Like we in Australia, we cannot go to work. Okay. Government use their power to take the freedom away. Yeah. Yeah. Thì chính phủ đã dùng cái quyền lực mình để thi hành cái lệnh tiêm chủng này bằng cách là họ sẽ gọi là cấm túc những cái người dân không chưa tiêm chủng. Tức là những người dân chưa tiêm chủng sẽ bắt buộc phải ở nhà. With this power, the mission will complete and even faster. Và với cái quyền hành và với cái quyền thi hành của họ thì cái sứ mạng mà tất cả người dân đều được tiêm chủng vaccine á sẽ gọi là được hoàn thành nhanh hơn. In Australia, nearly 96% people vaccinated. Ở Úc Châu thì gần như 96% dân số đã được tiêm chủng. Because government use this power. Bởi vì ở chính phủ người ta dùng quyền hành của họ để người ta thi hành cái điều này. The government use this power is natural power. Và chính phủ dùng sorry, can you say? God, this government, this country use their power and their power is natural power. Yeah. Và cái quyền hành của chính phủ đó quý vị, đó là quyền hành thuộc về con người. But the kingdom of God give us mission, and behind this mission God give us the power is supernatural power. Nhưng mà ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời á, Ngài ban cho chúng ta mỗi một cơ đốc nhân là cái quyền năng siêu nhiên. Technically, supernatural override above the natural power. Và quý vị biết là quyền năng siêu nhiên đến từ Chúa thì tất nhiên là hơn hẳn những cái quyền lực của con người. How to receive this power? Vậy thì làm cách nào để nhận được quyền năng siêu nhiên của Chúa từ nơi Chúa? I read from Book of Luke chapter 24 from verse 47 to 49. He said, the repentance and remission of sin should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of this thing. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. He asked his disciples, wait in Jerusalem until endued with power from high. Yeah. This is Jesus promised the power to his disciples. Yeah, và tôi xin đọc ở trong Luca đoạn 24 từ câu 47 đến câu 49.
Luca đoạn 24 từ câu 47 đến câu 49. Người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi ở trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Và Chúa Ngài đã nói vậy, Chúa Ngài đã nói các môn đồ đợi ở Jerusalem cho đến khi quyền năng của Đức Chúa Trời được ban xuống. This power is God's promised gift to all believers. Và cùng một quyền và cái quyền năng đó được ban cho hết thảy những cơ đốc nhân. So all believer can complete and can complete the mission. Để rồi những cơ đốc nhân có thể hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa giao cho. Because God purpose every knee shall bow, every tongue must confess only Jesus is the Lord. Bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời là mọi đầu gối phải quỳ, mọi môi lưỡi phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa. We know the first Adam made from dust, from flesh, is disobeyed. Chúng ta biết rằng Adam đầu tiên được nặng lên từ bụi đất đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Second Adam from above, from heaven and from spirit is obedience. Và Adam thứ hai đã đến từ trời và Ngài đã đến ở trong sự vâng phục. We are born from second Adam when we become born again. Và chúng ta đã được sinh ra bởi Adam thứ hai khi chúng ta gọi là xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa. This why whoever believe in Christ, he will have power to become the children of God. Và những ai tin nhận nơi Đức Chúa Giêsu có quyền năng, có quyền để trở thành con của Đức Chúa Trời. The children of God have right to receive this power. Và con cái của Đức Chúa Trời có quyền nhận lãnh quyền năng siêu nhiên từ nơi Ngài. What power we talking about? Vậy quyền năng siêu nhiên là như thế nào? I read for you from Matthew chapter 28 verse 18. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Và tôi xin đọc ở trong Matthew đoạn 28 câu 18. Matthew đoạn 28 câu 18. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. This the power we talking about. Đây là cái quyền năng mà chúng ta đang nói đến đó quý vị. The power all heaven and the power all earth. Quyền năng ở trên trời và dưới đất. When we receive this power. Và khi nào chúng ta sẽ được nhận lãnh quyền năng này? I read for us Book of Acts chapter 1 verse 8. He said, but you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to end of the earth. We receive this power when the Holy Spirit come to us, and this power is powerful. Dạ, và ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8, tôi xin đọc ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Và chúng ta sẽ được nhận lãnh khi Đức Thánh Linh Ngài giáng ở trên chúng ta. This power is powerful. All power on earth and in heaven is given to us. Và khi Đức Thánh Linh Ngài giáng trên chúng ta thì chúng ta sẽ được nhận lãnh mọi quyền năng, mọi thẩm quyền từ trên trời và dưới đất. How to use this power? Vậy làm thế nào để sử dụng quyền năng mà Chúa ban cho? I read for all of us in Matthew chapter 16 verse 18 to 19. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it, and I will give you the key of the kingdom of heaven,
and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. We must know how to use this power, this powerful power they give to us. It's key, it's the power. Yeah. Và tôi xin đọc ở trong Matthew đoạn 18, đoạn 16 từ câu 18 đến câu 19. Matthew đoạn 16 từ câu 18 đến câu 19. Còn ta bảo con rằng, con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Và quyền năng chính là chìa khóa đó quý vị. The power is of purpose driven mission. Đây chính là quyền năng để đây chính là quyền năng được ban cho để thi hành cái đại mạng lệnh. You must have this mission to operate this power. Quý vị phải có sứ mạng, quý vị phải có sứ mệnh để gọi là được ban cho quyền năng. And the gates of Hades shall not prevail against it. Và tất cả các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. To his church, we are his church. Chúng ta là hội thánh của Ngài. Anything I bind on earth shall be bound in heaven. Và tất cả những điều gì chúng ta sẽ buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. Whatever I, you loose on earth will be loose in heaven. Bất cứ điều gì tôi và quý vị buộc ở dưới đất này thì cũng sẽ buộc ở trên trời. You must meditate this seriously. Quý vị hãy suy ngẫm kỹ câu kinh thánh này. And use it to complete the mission. Và gọi là hãy dùng câu kinh thánh này để gọi là hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa. Don't worry of what the worldly people thinking. I can read for you in Matthew chapter 6, verse 31 to 32. He said like this: Therefore, do not worry, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father know that you need all these things. Yeah. Và quý vị ơi, chúng ta đừng lo lắng rằng người thế gian người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta. Chúng ta hãy cùng coi ở trong Matthew đoạn 6, câu 31 đến 32. Matthew đoạn 6 từ câu 31 đến câu 32. Vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. If our first priority in 2022 is kingdom mission, kingdom purpose for his mission to go and making disciples, all other mission, personal mission, your marriage, your business, your work, God will edit all these things. Yeah. Và nếu chúng ta đặt đại mạng lệnh hay là đại mạng lệnh của Chúa là ưu tiên cho cuộc đời của chúng ta trong năm 2022 này, thì tôi tin chắc rằng những điều tốt lành khác, giống như là những điều tốt lành về hôn nhân, về tài chính của quý vị cũng sẽ cặp theo đó nữa. Because when we have this mission, God promised he will give us the key of the kingdom of heaven. Bởi vì Chúa Ngài đã hứa ban cho chúng ta quyền năng là chìa khóa của thiên đàng. When we have the key, we have the power. Khi mà chúng ta có chìa khóa là chúng ta có quyền năng. The key enable us. Anything we bound on earth will bound in heaven. Và khi chúng ta có chìa khóa của thiên đàng, mọi điều chúng ta buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. So focus in 2022, focus for this mission. Vậy nên ở trong năm 2022 này, quý vị ơi hãy tập trung vào mạng lệnh của Chúa. And you will go into the new dimension of your ministry, of your journey with Christ. Và tôi tin chắc rằng khi mà quý vị tập trung vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ sống một cuộc đời, quý vị sẽ trải nghiệm một cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cuộc đời của mình và ở trong chức vụ của mình.
We have to clearly to go and make disciples of all the nation, baptizing them, the Father, Son, Holy Spirit, and teaching them. When we know this mission, the power is already in our hand. Dạ, và Chúa mệnh lệnh của Chúa có nói rằng hãy đi và là khiến muôn dân trở nên môn đồ Chúa, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Và Chúa Don't be afraid to use it. Và Chúa ngài đã ban cho chúng ta quyền năng, thì quý vị ơi, cho chúng ta đừng ngần ngại để dùng cái quyền năng mà Chúa ban. To use this power, we must renew our mind. Và để sử dụng được quyền năng của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải đổi mới tâm trí mình. We must renew daily with his word. Chúng ta cần phải đổi mới tâm trí mình mỗi một ngày bằng lời của Chúa. So our mind is heavenly mind. Để rồi tâm trí của chúng ta sẽ cùng giống như tâm trí của Đức Chúa Trời. Heavenly mind focus in the mission. Và tâm trí tức là tâm trí của chú tâm về tâm trí của vương quốc Đức Chúa Trời là như thế nào? Là tâm trí chú tâm về những công việc thuộc về thiên đàng. Heavenly mind is understand the purpose of our God heart. Và tâm trí tập trung vào vương quốc thiên đàng, đó là tâm trí mong muốn được hiểu hơn về tấm lòng của Đức Chúa Trời. This mission is for the harvest field. Và đại mạng lệnh mà Chúa ngài đã ban cho quý vị là đại mạng lệnh về mùa gặt. Make our mission for 2022 Vietnam for Jesus. Quý vị ơi, trong năm 2022 này quý vị hãy đặt cho mình một cái mục tiêu mới, đó là hãy sẽ chinh phục Việt Nam cho Đức Chúa Trời. And you will experience anything you bind on earth will bind in heaven. Và quý vị sẽ kinh nghiệm được đó là những điều gì quý vị buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. We can exercise by tonight. Và tối nay chúng ta có thể thực hành luôn. We bind for unemployment, heaven release employment. Dạ, khi mà chúng ta buộc trói buộc cái sự thất nghiệp ở dưới đất thì Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta việc làm. We lose the door for the business, heaven release the business. Và khi chúng ta gọi là bế tắc về công việc của chúng ta thì Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta cánh cửa mới cho công việc của mình. We bind the sickness in heaven bound healing. Và khi mà chúng ta trói buộc bệnh tật ở dưới đất này thì sự chữa lành sẽ đến từ thiên đàng. And all of us have this key. Và tất cả chúng ta đều có chìa khóa của thiên đàng. Just make sure we have this mission. Và quý vị ơi, hãy nắm chắc khải tượng mà Chúa ngài đã ban cho mỗi chúng ta. And the key we can use. Và khi đó chúng ta sẽ có thể dùng được chìa khóa mà Chúa ngài đã ban. And all another personal mission God will add it to us. Và khi chúng ta ưu tiên về công việc vương quốc của Đức Chúa Trời thì mọi điều khác, mọi hết thảy những phước hạnh khác Chúa ngài sẽ cặp theo cho chúng ta. So rise up. Vậy nên hãy dấy lên. Fear not. Hãy dấy lên đạo binh của Đức Chúa Trời. And I can show you how to use this key tonight. Và tôi sẽ chỉ cho quý vị cái cách mà sử dụng chìa khóa mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta. I can demonstrate it how to bind the need and heavenly supply. Và tôi sẽ chỉ cho quý vị làm thế nào để buộc, làm thế nào để mở. This is we should live like that. Và đây cũng là một ví dụ để quý vị làm theo. With confidence for our future. Và quý vị hãy sống theo những điều mà tối nay chúng ta đã được học. Và
phải confidence có. For the mission for Vietnam. Và hãy tự tin vào, hãy tự tin để chinh phục Việt Nam cho Đức Chúa Trời. Confidence, God purpose shall be complete. Hãy tin, hãy có đức tin rằng đại mạng lệnh của Chúa sẽ được hoàn thành. Confidence, every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus Christ is Lord. Hãy tin rằng mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận, sẽ xưng nhận Chúa Giêsu Ngài là Chúa của họ. This purpose happen only the mission to be complete. Và mục đích này, tức là những cái viễn cảnh mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi sẽ xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa sẽ xảy ra khi mà chúng đại mạng lệnh của Chúa được hoàn thành trên đất này. This the purpose and the power for use for. Dạ, và quyền và cái khải tượng hay là mục đích của Chúa rất là có quyền năng. My message tonight, hopefully everybody clear and understand and use it, and we demonstrate it right now. Và tôi mong rằng tất cả quý vị đều sẽ nắm vững được và sẽ hiểu được những cái điều mà tôi chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Anyone here already received this power? Everyone already received the power, or anyone not received yet? You can receive tonight. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đều sẽ nhận lãnh được quyền năng từ nơi Chúa. And anyone have any needs, sickness, job, anything, we can exercise this key. Và tất cả nhu cầu của quý vị, dù là về việc làm hay là về tài chính gì đi nữa, thì chúng ta sẽ đều gọi là buộc và mở trong buổi tối ngày hôm nay. We can start from, maybe Sister Nguyen can help me. You want to start to pray for the power release by baptizing in the Holy Spirit, or we bind the sickness so the heavenly bound the heal, or anything needs any particular thing, please advise me, Sister Nguyen. I don't really got the thing you mentioned. Yeah, you want us to pray for everyone here or anyone here not receive the power of baptizing the Holy Spirit first, or you want we pray for the sickness first? Oh, I think pray for the power of the Holy Spirit first, and then amen. We'll... Okay. Yeah. Okay. Anyone already received this power? How I know you received the power? You become national citizen of the kingdom, and we have national language. I can speak the national language of the kingdom. If you already have this national language of the kingdom, you already received this power. So use it. And anyone who not received this power yet, we will pray for you and you will receive by tonight. Yeah. Và tối ngày hôm nay, điều đầu tiên chúng tôi muốn cầu nguyện cho quý vị, đó là cầu nguyện cho quý vị nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh. Và nếu ai trong quý vị chưa được gọi là bắt tem Đức Thánh Linh và được cầu nguyện tiếng mới, thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để nhận lãnh ngay trong thời giờ này. Maybe anyone not received yet this power, please raise up your hand so we know. Và những ai đã chưa được bắt tem trong Đức Thánh Linh, chưa nói tiếng lạ, thì xin mời chúng ta hãy cùng để ký hiệu giơ tay trên màn hình để chúng tôi biết, để cầu nguyện cho quý vị nhé. How many people want to receive the power tonight? Quý vị ơi, ai trong chúng ta muốn cầu nguyện để nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh trong buổi tối ngày hôm nay, thì xin chúng ta hãy cùng giơ tay lên để mục sư để thấy và cầu nguyện cho quý vị nhé. And anyone already received this power, you don't need new anointing, you don't need anything new, because the problem is not because this power expired or this power is too old. No. The problem is you never use this power.
because you don't have mission yet. Yeah. When you have the mission, the power can work for the mission. Dạ. Và những ai trong chúng ta đã được nhận lãnh cái quyền năng của Đức Thánh Linh rồi thì chúng ta không cần phải gọi là tái đổ đầy trong buổi tối ngày hôm nay nữa, bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài sẽ không bao giờ bị mai một đi, nhưng mà chỉ có là chúng ta gọi là chưa có cái khải tượng để bước đi theo, và vì thế mà chúng ta chưa gọi là trải nghiệm ở quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình thôi. The power who we receive is same power was operated in Jesus' life and all the first disciple life. And the power who raised Jesus from the dead, the same power now working in us. Yeah. Và quyền năng chúng ta sẽ nhận lãnh trong buổi tối ngày hôm nay, đó cũng là quyền năng mà Chúa Giêsu Ngài đã vực Chúa Giêsu dậy khỏi kẻ chết. And anyone not received yet, you can open your heart and you ask God, say, I want to be baptized in the Holy Ghost tonight. And all of us who already received the power, we all pray in tongues and pray for them so they all receive the same power like you and me already received. Okay? Yeah, và những ai chưa nhận lãnh được phép báp têm của Đức Thánh Linh thì giờ này chúng ta hãy mạnh dạn cầu nguyện, và những người đã hãy mở lòng ra để cầu nguyện xin Chúa Ngài đổ đầy chúng ta, và những người đã được nhận lãnh phép báp têm của Đức Thánh Linh và có thể nói tiếng lạ rồi thì xin quý vị hãy cùng hòa lòng nói tiếng lạ để rồi anh em của chúng ta sẽ nhận lãnh được cùng một quyền năng mà chúng ta đã được nhận từ Chúa. Dạ, xin chúng ta hãy cầu nguyện ạ. This power very important. We need this power to complete the mission. Và quyền năng này rất là quan trọng quý vị, bởi vì chúng ta cần quyền năng để hoàn thành khải tượng. If our government not have the power to use to ask me to vaccinate, we never be vaccinated. Nếu chính phủ không có quyền để ra lệnh cho toàn dân được tiêm chủng thì chắc tới bây giờ chúng ta vẫn chưa được tiêm đâu quý vị. God give us mission to go to the all world to preach the gospel is never happen without the power. Và đại mạng lệnh của Chúa Ngài nói chúng ta rằng hãy đi và môn đồ hóa muôn dân sẽ không bao giờ được hoàn thành nếu Ngài không có thẩm quyền. So when we already have the power, use for the purpose, for the mission. Và chúng ta nhận lãnh năng quyền để hoàn thành khải tượng mà Chúa giao cho. If we not use for the purpose, for the mission, we already abuse the power. Và khi chúng ta không dùng quyền năng của Chúa Ngài ban cho để hoàn thành khải tượng của Ngài đó, thì khi lúc đó gọi là chúng ta đang lạm dụng quyền năng. The power actually is the key of the kingdom of heaven. Và năng quyền của Chúa là chìa khóa của thiên đàng. We can use this key to unlock many things. Chúng ta có thể dùng quyền năng này để mở khóa nhiều điều. We can unlock new territory. Chúng ta có thể gọi là mở ra những vùng đất mới. We can unlock all the people have a broken life. Chúng ta có thể so people have broken life, we can unlock the power so they can receive healing. Yeah. Và bởi quyền năng này chúng ta cũng có thể cứu lấy những người có cuộc đời tan vỡ. When we have problem in marriage, we can unlock so the marriage become healthy again. Yeah. Và đối với những ai có một đời sống hôn nhân đang gặp rắc rối thì chúng ta có thể dùng quyền năng này để biến chuyển đời sống hôn nhân của mình. So use the power. Vậy nên hãy sử dụng quyền năng của Chúa. Tonight we pray for who not received yet, we pray right now, okay? Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện để nhận lãnh quyền năng của Chúa ngay thì giờ này open nhé. Open your heart, you will receive. We all pray in tongues. Chúng ta hãy cùng mở lòng, và quý vị ai đã bắt tem rồi xin chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho tiếng mới. Open your heart, receive right now in the name of Jesus. Hãy mở lòng ra, nhận lãnh quý vị ơi. You are baptized with the Holy Ghost. Trong danh của Chúa Giêsu, quý vị sẽ được bắt tem ở trong Đức
Thánh Linh, quý vị sẽ được nhận lãnh quyền năng từ Đức Thánh Linh. Receive this power in Jesus name. Hãy nhận lãnh quyền năng từ Đức Thánh Linh. You are baptized in the name of Jesus with the Holy Spirit. Hãy nhận lãnh trong danh Giê-xu. Hina roloboshi darala bashanda rala bashanda. You must pray in tongues. You must receive your prayer in tongues. Quý vị hãy bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới. Bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới. Receive right now the power from heaven. Receive in the name of Jesus. Receive in the name trong danh Chúa Giêsu. Hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu. Hina roloboshi darala bashanda. Hina rala pray pray in tongues. Open your mouth. Hallelujah. Can anyone testify who already received just now? Yeah. Có ai trong quý vị đã thấy mình đã nhận được điều gì từ nơi Chúa? Xin quý vị là hãy làm chứng lại. Nhờ có ai trong chúng ta đã nhận lãnh được quyền năng hay là nhận lãnh quyền năng từ nơi Chúa thì xin chúng ta hãy làm chứng lại. Yeah, please. Yeah. Nhờ có ai không ạ? Nhờ cô chú có thể giơ tay hoặc là vẫy tay, con sẽ đặt spotlight cho cô chú ạ. Dạ, có ai trong quý vị đã được nhận lãnh được điều gì từ nơi Chúa và chúng ta có muốn làm chứng lại để khích lệ anh em của chúng ta không ạ? This opportunity to give testimony. Dạ, đây là cơ hội để quý vị làm chứng. Yeah, welcome. Please, yeah. Dạ, xin mời ạ. Chúng ta hãy giảng dị quý vị ơi. Cảm ơn Chúa, xin làm chứng khi dạ, xin mời một sư trao đổi thì thằng này tắt mic lại giơ tay lên đón nhận thì được Chúa rung lắc chuyển và trên thân thể được nóng cháy hết và được rung lắc trên thân thể được sự tốt lành kinh rằng Chúa sẽ ban cho sự quyền năng và phước hạnh để trở thành thiên binh phong phú của Ngài để bước ra để cho muôn người được cứu. Cảm ơn Chúa. Dạ con xin lỗi chú ơi, tại vì bên chú tiếng nó bị vọng lại chú nên con không thể nghe được á. Rồi chú có thể nói lại giùm con. Chắc là đang mở hai máy kia gần nhau. Dạ. Bên máy chú tiếng bị vọng. Gõ chưa? Dạ được rồi đó chú. Cảm ơn chú á. Thì mục sư kêu đưa tay lên thì để đón nhận thì đằng này tắt cái mic để xin Chúa ban cho vì sự quyền năng của Chúa động chạm thì Chúa đổ đầy nóng cháy lên và rung rắc trên thân thể hiện tới bây giờ vẫn còn nóng. Tin rằng Chúa sẽ ban cho dấu kỳ phép lạ để dẫn đạo Chúa và được lan tỏa ra những nơi đi và tất cả mọi sự tốt lành năm mới sẽ được tấn lên và làm công việc Chúa trở thành một tay thiên binh thiên sứ của Chúa để muôn người được cứu. Dạ, cảm ơn Chúa. Okay, Pastor, when you pray for the power of the Holy Spirit to fall on me, you know, I sense the power of the Holy Spirit inside of me. I feel something is burning from inside of me, and my body is shake. My body is shaking and uncontrollably, and I still feel hot right now, and still feel my body is shaking right now, and I believe that God has do something. God has do from a miracle for me and my family, and I also believe that in this 2022, God will provide me to be His, to win Vietnam for Him, to win people for His kingdom. Praise the Lord. Anyone already received their power, use it daily.
Dạ, nếu mà những ai đã nhận được quyền năng của Chúa thì quý vị ơi hãy sử dụng mỗi một ngày nhé. Amen. Renew our mind with His word and committed to His word. Và hãy gọi là đổi mới tâm trí của chúng ta bằng lời của Chúa mỗi một ngày. Because this power is the key of the kingdom of heaven. Bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh chính là chìa khóa để mở cửa thiên đàng. So use it. It belongs to you. God already gave to you. Vậy nên quý vị ơi hãy dùng quyền năng của Chúa và bởi vì Chúa ngài đã giao quyền năng cho quý vị. And this power is powerful. Và quyền năng này rất là mạnh mẽ. And this power we must operate after we have mission. Và quyền năng này sẽ được thể hiện ra chỉ khi quý vị bước đi theo khải tượng. The mission have to be clear. We have to use to bring the soul, preach the gospel, and the power will working powerfully. Dạ, quyền năng phải của quý vị phải rõ ràng là chúng ta sẽ đi ra gặp linh hồn, sẽ làm chứng về Chúa, sẽ nói về Chúa, thì khi đó quyền năng sẽ rất là mạnh mẽ trên cuộc đời của quý vị. Even the sickness desperately needed of healing right now, even the doctor already give up, this power can heal you tonight. Và ngay cả quý vị ơi, ngay cả những ai ở trong phòng này đang có những cái căn bệnh nan y mà bác sĩ đã bó tay, thì tôi tin chắc rằng tối ngày hôm nay quý vị sẽ được chữa lành. This power is too power. Powerful. Quyền năng của Chúa rất là mạnh mẽ quý vị ơi. When you have faith, you receive. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ nhận lãnh được. When you have faith, Jesus knows someone already touched my heart. Khi chúng ta có đức tin, tức là có quyền năng giống như Chúa Giêsu, thì khi mà những ai vô tình chạm vào vạt áo của ngài thôi thì ngài cũng sẽ biết. When you believe right now, Jesus can tell us, "Oh, I feel the power released from me." Những ai tin đều sẽ được nhận lãnh quyền năng từ Chúa. We all knew the story about one lady have sickness for 12 years. He touched Jesus. Jesus knew somebody touched me. Và chúng ta đã biết về câu chuyện về một người đàn bà bị rong huyết 12 năm và bà đã chạm vạt áo của Chúa Giêsu khi ngài đang đi qua đường, và Chúa ngay lúc đó ngài cảm nhận được quyền năng đi ra từ ngài. No matter what sickness, what needed you have tonight, you make sure Jesus knew who touched me. Và không quan trọng là quý vị có nhu cầu gì trong buổi tối ngày hôm nay, nếu quý vị tin thì Chúa Giêsu ngài sẽ làm thành. Because at the time many people touched Jesus. Bởi vì trong thời điểm đó nhiều người đã chạm vào Chúa, có nhiều người chạm vào Chúa lắm. But no power released for them. Nhưng mà không có quyền năng xuất ra từ ngài. Because this lady touched with different touch. Và cái người đàn bà rong huyết này, bà chạm vạt áo của Chúa với một cái đức tin. He touched by belief, if I touch him, I'm healed. Bà chạm vạt áo của Chúa với đức tin mạnh mẽ rằng tôi sẽ được lành khi chạm vào vạt áo ngài. So anyone want to touch Jesus tonight, you will experience the mighty miracle right now. Vậy nên buổi tối ngày hôm nay nếu quý vị chạm vạt áo của Chúa bởi một đức tin mạnh mẽ thì quý vị ơi, quý vị sẽ được lành. I can feel right now Jesus want to release his power. Tôi có thể cảm if nhận. You know how to touch him. Tôi có thể cảm nhận quyền năng của Chúa ngài đang muốn đổ xuống cho quý vị nếu quý vị ai sẵn lòng tin ngài. You must touch Jesus with your heart, you will get the power. You touch Jesus with your mind, you not receive yet. Quý vị phải quý vị khi mà quý vị phải chạm vạt áo của Chúa với đức tin bằng cả tấm lòng của quý vị thì quý But vị mới kinh nghiệm được quyền năng. Important we must renew so the mind with the heart can be connected.
Và tâm trí cùng một lúc đó tâm trí của chúng ta cũng phải được đổi mới bởi lời Ngài, để rồi hiệp nhất cùng với tấm lòng và tâm trí thì chúng ta sẽ nhận được quyền năng từ Chúa. When the mind with the faith, the heart connected to the faith and the power of Jesus released tonight. Và khi tâm trí và tấm lòng của quý vị có cùng một đức tin thì quý vị ơi, đó là lúc quyền năng xảy ra. I can show you how the power released to you. Tôi có thể cảm nhận quyền năng của Chúa Ngài đang đổ trên quý vị. Anyone have needed? If you need something, you raise up your hand. If you have sickness in your body, you touch the place where the sickness is, and you all will receive this power released by Jesus. Và quý vị ơi, thì giờ này nếu quý vị ai trong chúng ta có nhu cầu muốn cầu xin Chúa thì xin quý vị hãy giơ tay lên, giơ tay của mình thật cao lên, và những ai đang có bệnh trong người, đang không khỏe trong người thì quý vị hãy đặt tay vào cái chỗ không khỏe của mình. Để rồi chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện. The message tonight after you receive, please give your testimony. Và với những điều mà quý vị nhận lãnh được trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị ơi hãy làm chứng. Hãy làm chứng để khích lệ anh em. Because by the testimony, the mission will be complete. Bởi vì bởi lời làm chứng thì sứ mệnh sẽ được hoàn thành. We read in the chapter 1 from book of Acts verse 8, the power is for testimony. Yeah. Và chúng ta biết ở trong Công vụ đoạn 1 câu số 8 có nói gì ạ? Quyền năng để làm chứng. Quyền năng để đi ra làm chứng. Yeah, tonight we all receive. Jesus want to release the power. Và tối nay chúng ta sẽ nhận lãnh được quyền năng từ Chúa. Now, ready? Who have sickness, any sickness, touch the place where you sick. And anyone have need, just raise up your hand and you will receive. Yeah. Và thì giờ này, một lần nữa, những ai không khỏe trong người thì quý vị hãy đặt tay vào cái chỗ không khỏe của mình. Và những ai có nhu cầu khác, nhu cầu có cần thì xin quý vị hãy giơ tay lên. Okay, open your heart. Receive the power right hãy now. Mở lòng, in Jesus name. Hãy mở lòng để nhận lãnh quyền năng in của Jesus Chúa. Name. Trong danh Chúa Giêsu. The power release in Jesus. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng được in khai Jesus phóng. Name. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng được khai phóng. You'll answer by tonight and your sickness will heal by tonight. Những điều quý vị có cần, Chúa Ngài sẽ ban cho những bệnh tật của Chúa sẽ chữa lành. Trong danh receive. Chúa Giêsu khai phóng quyền năng từ Ngài. Quyền năng receive, khai phóng được từ Ngài. Receive, hãy nhận lãnh, hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu. Hãy nhận lãnh quyền năng từ Ngài trong danh Chúa Giêsu. You are received right now in Jesus name. Quý vị đang nhận lãnh quyền năng từ Ngài. Give glory to God. Hãy ngợi khen Ngài, hãy vỗ tay ngợi khen Ngài. Hallelujah. 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 I believe all of you already received this power. Please, quickly. Everyone give testimony right now. Praise the Lord. Yeah, và những ai đã được nhận lãnh hay là đã cảm nhận Chúa Ngài đã đổ quyền năng ở trên chúng ta thì xin quý vị hãy làm chứng một cách nhanh chóng, làm chứng ngắn ở trong thời giờ này. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, xin cô chú bạn chị em chúng ta vui lòng mở camera của mình lên để ban kỹ thuật có thể quan sát được cô chú bạn chị em ạ. Dạ, và trong thời giờ mà ông mục sư cầu nguyện cho quý cô chú bạn chị em có ai trong chúng ta được chữa lành và chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa, xin vui lòng vẫy tay của mình hoặc là đưa tay lên, con sẽ được spotlight cho. Dạ rồi, dạ xin mời, dạ, dạ xin mời vui lòng đưa tay lại. Dạ con mời cô Năm Gõ. Dạ cảm ơn Chúa. Vậy trong lúc mục sư cầu nguyện như chữa lành đó, mình hồi chiều mình đi chích nó đau dữ lắm luôn, thì xin Chúa chữa lành cho mình không đau, bây giờ mình hết đau rồi, vinh hiển thuộc về Chúa. Như một sư cầu nguyện hai lỗ tai mình nóng hừng hừng lên, cũng cảm ơn Chúa vì nhiều quyền năng của Chúa, con xin nhận lãnh quyền năng của Chúa, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Dạ cảm ơn cô. Okay, glory to God. When in the afternoon when I got a COVID injection, and I have I hurt in my right hand,
I have hurt in my right hand, and then when I pray to God, and when you pray for me, the pain is gone. The pain is gone. It's gone, and I can feel the heart in both of my ears. So just pray to keep the glory to the Lord for His power. Praise the Lord. Praise the Lord. Anyone, if everyone, we give opportunity to give testimony so the kingdom of God to be lifted up by tonight. Dạ, yeah. Rồi, xin mời anh Văn Khải Trương đúng không ạ? Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, có thấy anh Khải giơ tay à? Rồi, xin mời anh ạ. Anh Khải mở mic. Dạ, cảm ơn Chúa. Khi nãy mà mục sư cầu nguyện á, thì cứ có nhắc đến người đàn bà mất huyết đó. Khi mà bà tin chạm vào gấu áo của Chúa thì bà được lành đó. Thì trong đó lúc đó tôi cũng có một cái, trong đầu tôi cũng có một cái ý là ai chạm vào cái màn hình. Khi mà tôi chạm vào màn hình điện thoại đó, thì có một giống như có một cái lực nào đó làm cho con người tôi nó rung lên. Nó rung, nó rung gãy con người của tôi lên. Và sau đó một sự cầu nguyện nữa thì tôi cũng tiếp tục cũng có một cái sự rung lắc đó. Đó. Tôi làm chứng về điều đó. Cảm ơn Chúa và tôi biết đó là quyền năng của Chúa. Yeah. Okay. Amen. Okay, Pastor, when you mentioned about the woman who have sickness for 12 years and they touch and then she touches Jesus, and an idea came up into my mind that I touch the screen. And why you was praying when I touch the screen, I feel the power of the Lord runs through my body, and I was uncontrollably shaking. At that time, I know for certain that the power of the Lord has fallen into my life. Praise the Lord. Give glory to God. Hallelujah. Thank you, brother. Dạ. Dạ, con xin mời cô Thoại ạ. Cô Thoại, ống vào màn hình nó có một cái dòng chữ, cô bấm đồng ý. Dạ. Dạ rồi, được rồi đó, cô nói đi cô. Cảm ơn Chúa, từ đó giờ bệnh cũng nhiều lắm, 7 thứ bệnh mà nhờ nghe khỏe vậy đó. Mà có cái giờ đau lưng với khớp gối thì nó giờ nghe mục sư cũng cầu nguyện, cũng đặt tay để cầu nguyện. Giờ nghe đỡ lắm, cảm ơn Chúa, xin Chúa chữa lành, xin đón nhận Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư, cảm ơn Thánh, vậy đó. Dạ, cảm ơn cô. Ok. I have back pain and also knee pain in my both knees, and then when you prayed for me, I feel so much better, and thank you for the power of the Lord, and thank you for your prayer, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Thank you. Cảm ơn Chúa. Cô đã được chữa lành. Dạ, xin mời người tiếp theo ạ. Xin mời cô Mộng Cầm. Dạ, chị nói đi ạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Lúc mục sư nói là xin giơ tay đón nhận sự chữa lành á, thì tôi bên đây một tay thì đặt lên đầu, một tay thì đặt trên ngay cổ họng, tại vì không để tiếp xúc với những người ngoài đi làm công việc của Chúa, cũng gặp những người F0 hả. Mà nhưng cảm ơn Chúa gìn giữ thì không có bị F0, mà nhưng có cái đầu cổ căng thẳng với cổ họng nó kẹt kẹt á. Mà nhưng lúc đặt tay cầu nguyện thì cảm ơn Chúa sẽ cầu thì hết nhất, mà xin Chúa cũng chữa lành cổ họng cho nó hết thôi luôn. Đạo thì hết nhất hoàn toàn này Chúa. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị. Oh, okay. So recently I have connect with FO in the community, and thank you for the protection of the Lord that I didn't be affected
I wasn't affected by the COVID, the coronavirus, but I felt I have a headache and also a sore throat. But when you prayed for me, the headache has completely gone, and also the sore throat, I feel much better. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Keep testimony. So this is the powerful. Yeah. Dạ, xin mời chú ạ. Dạ. Tôi xin xin lời làm chứng và sứ điệp của một sư đem lời cho hội thánh của tôi hôm nay là ứng nghiệm ngay cái điều mà tôi cách đây chừng 3 tuần tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi nói Chúa ơi, năm 2022 này Chúa cho con những cái mặc khải và cái điều mà con phải làm gì và cái quyền năng của Ngài để rồi con bước tới con được nghe, để rồi con hiểu, con mặc lấy mạng lệnh của Chúa mà để con làm theo, con Chúa chỉ cho con. Thì trong khi tôi cầu nguyện khoảng hai đêm liên tục thì cái đêm nói Chúa tôi thấy cả khải tượng. Thì trong năm 2022 thì tôi thấy là chúng tôi là hội thánh và đi ra cũng 2-3 đêm vậy đã đi ra đi làm chứng thì rất nhiều người tuệ kinh Chúa họ kéo nhau có thấy đoàn mà khi rồi mình chứng là họ những người lành, người mà bị bệnh tật họ lành, họ có đồ mà kéo lại chạy kéo không sao lắm. Đây là một cái sứ điệp này là tôi cảm ơn Chúa, là tôi lắng tai tôi nghe một cái sứ điệp của tôi tới Chúa đem lại cho hội thánh hôm nay là giống như cái mà cái khải tượng tôi đã thấy mà Chúa cho tôi xin Chúa mà Chúa cho thấy được khải tượng đó ở trên hội thánh thiên ái này. Tôi cảm ơn Chúa, đây là một điều mà tôi cảm ơn Chúa, đây là tôi tin rằng hội thánh thiên ái và chúng tôi anh em chúng tôi cùng nhau lòng tâm chân cho Chúa. Trong năm 2022 thì tôi tin rằng Chúa sẽ đem lại những nhiều linh hồn hơn mất nhiều nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Pastor, I want to make a testimonial about your message today. In the first days of the new year, I prayed that God will give me a vision that what He want me to do for Him in this new year, and He give me a vision that when I and also my brothers go out and talk about Jesus, and there are so many people, like thousands and thousands of people come to us and they hear the gospel. And I pray that before I hear your message today and your message today, one more time, reaffirm the vision that God gave me, and also for the 14 ages, and really I want to give praise to the Lord. And also I believe that this great commission will be fulfilled in Thiên Ái Church in this new year. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Cảm ơn Chúa. Give glory to God. Yeah. Oh, hallelujah. Yeah. Praise the Lord. Any more? Please give testimony so God to be glory. Dạ, xin mời cô nói đi ạ. Cho cô hỏi mục sư á, mà cô không biết là cái gì, nhưng mà sao mỗi khi mà cầu nguyện á thì người của cô nó lắc, nó say, nó lắc vậy nè, nó lắc vậy đây, nhưng mà cô không biết đó là cái gì, cô không cảm nhận được. Dạ sư. cô có cảm nhận nóng hay là cái gì trong người mình không cô? Nó không nóng không gì hết, nó cũng tự nhiên, nhưng mà hãy tự cô cầu nguyện thì người nó say vậy nè. Mà okay. Cô có lúc cô cố gắng cô kìm lại ha, kìm lại nhưng mà nó vẫn say vậy. Dạ rồi. Cô biết... Dạ rồi, để con hỏi một sư ạ. Pastor, the sister want to ask you that she don't know why whenever you pray for her, her body was like shaken, was shake and turn around, and she cannot stop herself. And she want to ask you why is that happen? Yeah, the power
we share before, Jesus like to release the power tonight. So when you open your heart, you experience his power. So this power is God give freely to every one of us. And please use it. This is the key God give to us, the key of the kingdom of the heaven. So use it by your faith. Because what I exercise, I demonstrated to all of you here, this demonstrated of the power is not only for me, but for all believers. Amen. Because this power I release by grace through faith, not because I am a better person than you. So all the believers must exercise this. No matter you are church attending, you are just born again tonight, or you are the pastor, you are the worship leader, or you are anybody, because no matter who you are somebody in the God eye. Dạ, mục sư có nói là do vì khi mà cô cầu nguyện, cô đã mở lòng mình ra và Chúa ngài đã có cơ hội để hành động và để đổ quyền năng ở trên cô. Và do đó những cái điều đó xảy ra. Dạ, và khi mà cô đã nhận lãnh quyền năng rồi thì mục sư khuyên cô là cô hãy sử dụng quyền năng Chúa cho mỗi một ngày. Và quyền năng Chúa cho mỗi một ngày để hoàn thành mạng lệnh mà Chúa ngài đã kêu gọi cô. Và mục sư muốn nói với tất cả anh chị em là Chúa ngài ban cho quyền năng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng mục sư mà thôi. Và tối ngày hôm nay mục sư muốn quý vị sẽ kinh nghiệm được quyền năng này và cũng sẽ bắt đầu tập tành sử dụng quyền năng của Chúa nữa. Cô nhờ mục sư cầu nguyện cho cô có hai cái bệnh, cái nang gan và cái nang thận. Như hồi nãy cô ngồi một khi trong khi mục sư cầu nguyện cô đặt tay thì cô có ngã. Cô một lần trước là muốn ngã nhưng cô gượng lại, lần thứ hai cô cũng gượng lại, nhưng đến lần thứ ba là cô ngã xuống. Yeah, okay, Pastor. When you pray for him, he stopped herself from falling. Actually, two times, but then in the third time, she can't stop anymore, and she fell over, and she wants you to pray for her about she had problem in her liver, and also she has tumor in her liver and also her kidney. And she wants you to pray for her healing. You know what you receive right now, you already totally healed. Yeah, cô ơi, những điều mà cô, những cái quyền năng, những cái điều mà cô vừa trải nghiệm đó là quyền năng của Chúa và cô đã được chữa lành rồi đấy ạ. Amen. Because the power God gives to us, the power not only can heal the sick, but can move the mountain. Yeah, bởi vì cái quyền năng mà Chúa ngài ban cho cô đó không phải là quyền năng có thể chữa lành và quyền năng có thể di chuyển đồi núi. Amen. If I can speak to this mountain, move to the sea, the mountain shall be obeyed to me. Đó là cái quyền năng mà khi mà cô nói rằng núi này phải dời đi thì núi sẽ bị dời đi. And this word not only for me but for all of you. Và lời này không chỉ dành cho cô mà dành cho tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Mẹ, có một chút. You touch the screen, I bless you one more time. Dạ, xin cô hãy chạm vào màn hình và mục sư sẽ cầu nguyện chúc phước cho cô lần nữa. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. Cô đã được chữa lành. Cô đã được chữa lành hoàn toàn trong giờ này. Your liver, your cancer, thận của cô. You are healed. Thận của cô, gan của cô. Cô đã được chữa lành hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Cô đã được tự do khỏi bệnh tật trong thời gian này. Hãy nhận lãnh sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Sự tự do của Chúa sẽ đến trên cuộc đời của cô trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. What you experience? Cảm ơn thư. Yeah. Thank you, Pastor. Praise the Lord. You are healed. Dạ, cô đã được chữa lành. Cô đã được tự do rồi ạ. Anyone else? Give testimony. Dạ, có ai muốn dâng lời làm chứng, dâng lời làm chứng nữa không ạ? Xin chúng ta cứ tự do trong thời giờ này. Dạ, cô chú có thể vẫy tay hoặc là đưa tay lên, con sẽ đặt spotlight cho ạ.
Dạ, con có Chúa mà trên này chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa nữa không ạ? Xin mời cô chú chúng ta hãy mở camera của mình lên ạ. Dạ chắc là không rồi đó chị Thư. Mình có thể cầu nguyện. Dạ. Okay, Pastor. It seems that there's no one. Praise the Lord. We all complete by tonight. You. Thank you for your time. Thank you everyone. Dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến và tham dự buổi bồi linh trong buổi tối ngày hôm nay. Anyone have special need? We can pray also before we close. Dạ thì giờ này trước khi kết thúc thì quý vị có ai có nhu cầu gì đặc biệt muốn chúng tôi cầu nguyện cho không ạ? Dạ xin mời chị xin mời cô Dương, cô Thó Dương. Dạ cô Năm mở camera của mình lên. Hình như mạng của chỗ cô Năm hơi bị yếu. Yeah, please. Yeah, wait a minute, Pastor. Cảm ơn Chúa thì tôi cũng tạ ơn Chúa vì một sự cầu nguyện thì trong người tôi bây giờ nó nóng hết em gần gần mà cái mình nó cũng lắc lắc lì đều nóng lắm. Nóng lúc nào ở nhà đọc kinh thánh cũng nóng nữa, rồi cầu nguyện cũng có nóng nữa. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng đổ đầy, cảm ơn Chúa đón thịnh, tôi xin đón nhận. Amen. Dạ rồi, cảm ơn cô. Okay, Pastor, she want to testify when you pray, she feel something hot over all her body, and also her body shake and she can't stop, and she know for certain that is the power of God fall on her. Yeah. Praise the Lord. Give glory to God. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Yeah. Dạ rồi, xin mời anh Khải ạ. Anh Tạo. Anh Tạo kìa, Quỳnh ơi. Dạ, dạ chú. Anh Tạo có một cầu nguyện cho cháu. Dạ anh. Hay làm chứng nè. Dạ dạ. Dạ anh muốn cầu, anh muốn làm chứng hay là cầu nguyện ạ? Cầu nguyện cho con chạm sư. Tại vì con bị bao tử là nó còn mới 14, 17 tháng rồi. Nó đưa sữa vô gì nó ủa không, không giờ nó ăn bú cũng không được, nhà mục sư còn nguyện giùm. Dạ là bao nhiêu tháng hả chú? 17 tháng rồi. 17 tháng là coi như tuổi rưỡi ha. Đúng rồi, mà giờ đưa sữa uống không được nhiều nữa mà. Dạ đưa dạ rồi. Đưa sữa hỏi qua không, nó ủa không, đưa hơi vô miệng là nó ủa. Dạ rồi. Cảm ơn. Pastor, he want to pray for her kid. Her kid is only 7 months, but she has a stomachache, and she cannot digest milk. So whenever they feed milk for her, she always the milk is go out. She cannot digest the milk. Yeah. Okay, but how about other food? She can. Yeah, anh ơi, tức là ngoài sữa ra thì bé không còn ăn gì nữa đúng không anh? Ăn chung không có ăn gì được chứ. Yeah, she cannot digest all the food. Okay. You just hear tonight. The key of the kingdom of heaven God already gave to us. Dạ và tối ngày hôm nay chìa khóa của nước thiên đàng Chúa ngài đã cho anh. And you must look at the sickness is too easy for God. Và anh hãy biết rằng không có bệnh nào mà Chúa ngài không thể chữa lành được. And God already give the power to us. Và Chúa ngài đã cho chúng ta quyền năng rồi. To operate the power is through our tongue. Và chúng ta sẽ gọi là có thể sử dụng quyền năng của Chúa bằng tiếng nói của chúng ta.
So when we use our tongue, we speak by faith. We say, my daughter, you are healed in Jesus' name, and she will heal. Yeah. Và khi anh dùng tiếng mới, anh nói tiếng mới với cái đức tin rằng Chúa Giêsu ngài sẽ chữa lành con của anh á, bé của anh á, thì bé sẽ được chữa lành. You just watch how Jesus released the power through my word. Và giống như anh đã vừa chứng kiến rằng Chúa ngài đã khai phóng quyền năng qua lời cầu nguyện của mục sư như thế nào. Because we're talking about something so powerful. Bởi vì chúng ta đang nói ở đây là quyền năng của Chúa. The power you have, I have, is power of all earth and all heaven. Yeah, quyền năng mà anh và tôi đang có là quyền năng để buộc những điều ở trên trời và dưới đất. So you use by faith and you will see the miracle happen. Vậy nên anh ơi, hãy sử dụng quyền năng với đức tin và anh sẽ kinh nghiệm phép lạ. If your baby with you right now, we can pray right now. Yeah, nếu mà con của anh có ở kế bên ngay bây giờ thì anh hãy bé và mục sư sẽ cầu nguyện cho anh. Bé ở bên nhà bên kia sao? Thì ở gì? Ở cách khoảng mấy chục mét. Thì chắc này ngủ rồi. Chắc này okay. Là giờ. Hãy ngồi okay, đi. Pastor, the baby is sleeping and the baby is far away from him also. Okay, no problem. What the baby name? Yeah, anh ơi, bé tên gì ha? Nguyễn Kiều Huy. Nguyễn Kiều Huy. 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 Huy dài. Dạ, dạ. Huy. Dạ. Dạ. Nguyễn Kiều Huy. You can call Huy. Yeah. Huy. Okay, yeah. We will pray for Huy, but I will ask Brother Daniel pray for Huy, not because I don't want to pray, but I just want to tell this power is God share for all of us. So I can ask Pastor Bao pray, or Pastor Daniel pray, or Sister Nguyen pray, and the power will release. May. As long as you have faith and your life already have mission, when anyone have mission, and the purpose for the mission, God will release the power. God will give the key for that person. Dạ, và thì giờ này tôi sẽ mời Mục sư Daniel để cầu nguyện cho bé của anh. Và không phải là tôi không muốn cầu nguyện, nhưng mà tôi muốn mọi người biết rằng là quyền năng của Chúa ngài có thể hành động qua bất cứ lời cầu nguyện của một người nào. Giống như của tôi, của Mục sư Daniel, cũng như tất cả quý vị. So the word of God, after we know, we meditate, and we believe it, and become power. Và lời của Đức Chúa Trời khi mà chúng ta đã học biết, chúng ta suy ngẫm và chúng ta gọi là biết rõ, nắm chắc lời Chúa, thì lời của Chúa sẽ rất là quyền năng. When we believe without doubt, anything become manifest. Và khi chúng ta thật lòng tin vào lời của ngài thì quyền năng sẽ xảy ra. Okay, we can exercise right now, and you will tell us through Nguyen we heal right now. Amen. Và bây giờ chúng tôi sẽ cầu nguyện cho con anh, và anh hãy quan sát cái phản ứng của bé như thế nào nhé. Okay, I ask Brother Daniel pray. If after that I will ask Pastor bow pray, and the power is same power. Yeah. Pastor Daniel, can you pray for Uyi right now, please? Okay. We'll pray right now. Yara nama para reka shire de teke shipo rada muta kasi yara nama para chi shike. Hallelujah. We right now. In Jesus' name. You heal. Receive. Bé Uyi sẽ được chữa lành ngay trong thời giờ này. Trong danh Chúa Giêsu. Jesus' name. Hãy nhận lãnh sự chữa lành từ nơi Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Heal already. We already heal. So you receive it by faith. When you receive by faith, you receive. Yeah. Và Uy đã được hoàn toàn chữa lành, và anh hãy nhận lãnh cái điều đó bằng đức tin của mình. Và khi mà anh thật lòng tin á, thì điều đó sẽ xảy ra trên con của anh.
Actually, this message tonight is how to operate the power. Và thật ra, and we exercise in your life for your daughter, okay? Và thật ra cái sứ điệp trong buổi tối ngày hôm nay là làm thế nào để thực hiện, để sử dụng quyền năng của Chúa, và chúng ta đang làm điều đó trên đứa bé con của anh. Anyone else here? Dạ rồi. Dạ rồi, anh cứ quan sát tình hình của bé xem thế nào nhé. Dạ rồi, chúng tôi xin mời người khác ạ. Dạ, xin mời anh Khải. Anh Khải cần cầu nguyện không anh Khải? Dạ, xin một sư cầu nguyện cho tôi được đầy dẫy Thánh Linh và đầy dẫy đức tin để đi làm chứng cho Chúa. He want you to pray for the I'm sorry. He want you to pray for the power of the Holy Spirit to fill him completely, so that he will be fearless, go out with fearless to talk about gospel for others. Amen. Okay, that one we can pray. You open your heart to receive, and after you receive, you test it. You go out and test it, how the power works. Okay? And God when God gives you the power, don't worry. God always gives you a wisdom with the power. Whole package. Yeah. Rồi, anh ơi, bây giờ anh hãy mở lòng ra để mục sư cầu nguyện cho anh. Và khi mà anh cảm nhận được, khi mà chúng ta cầu nguyện xong rồi đó, thì anh hãy bắt đầu thử. Đi ra để làm chứng thử, và đừng lo, khi mà Chúa Ngài đã ban cho anh quyền năng thì Chúa Ngài cũng sẽ ban cho anh những cái điều cần phải nói với người ta nữa. Okay, receive right now. In Jesus' name. Nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu. In Jesus' name. I release the power, mighty power. Trong danh Chúa Giêsu, quyền năng được khai phóng, quyền năng được khai phóng trong danh Chúa Giêsu. Nhận lãnh. Power, anointing. Nhận lãnh. In Jesus' name. You are receive right now. Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy quyền năng của Ngài trên anh trong danh Chúa Giêsu. Anointing and the power fill you. Wisdom, sức giàu và quyền năng đổ đầy trên anh trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Hãy nhận lãnh bây giờ này. Hallelujah. 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 I can feel the power of this team. Tôi có thể cảm nhận được rồi. Anh đang nhận lãnh quyền năng của Chúa. Hãy nhận lãnh. Mở lòng. Hãy nhận lãnh ngay thì giờ này. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Can you tell us what happened with you? Dạ, nó cảm thấy gì không anh? Dạ, khó. Cùng người tôi nó rung lên và miệng tôi cứ nói hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. His body is shaking right now and his mouth keeps saying hallelujah, hallelujah. He can stop. When you open your heart genuinely, Holy Spirit freely to work with you. Yeah, khi mà anh thật lòng mở lòng mình ra với Đức Thánh Linh á, thì Ngài sẽ bước vào và làm việc ở trong đời sống của anh. Because Jesus liked the heart of the children. Bởi vì Chúa Ngài thích tấm lòng của những người đơn sơ, tấm lòng của một đứa trẻ. Amen. Because Jesus liked to become your father, so when you become like a children, Jesus very happy with you. Bởi vì Chúa Ngài thích làm cha của chúng ta, nên là khi mà chúng ta có một tấm lòng đơn sơ đến với Ngài á, thì Ngài rất là vui lòng. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Thank you. Amen. Dạ rồi. Xin mời người kế tiếp ạ. Yeah, please quickly. Dạ, xin mời người kế tiếp ạ. Dạ. Bạn ơi, cô này tên gì hả? Dạ, chú mở mic lên chú ơi. Dạ, chú chưa có mặt bằng mở mic của mình. Chú tên gì hả bạn? Dạ, em cũng không biết chú này tên gì. Dạ, chú ơi, con thấy chú giơ tay á. Chú ơi. Xin chú mở mic của mình ra. Chú bấm vào bỏ tắt tiếng. Xin chú có thể mở mic để nói. Dạ.
Xin chào người thông thiệt, xin chào mục sư. Hôm nay mình nghe mục sư chia sẻ những người đau ốm nắn tay của áo của Chúa Giêsu. Hôm nay xin xin câu cầu nguyện chú đang đầu lưng này, đầu ngực này, choáng mắt này, cách đây được 2 tuần này, đầu ngực này, đau lưng, đau khớp, rồi xong choáng mắt này. Nên ngồi xem mấy cái chữ là không được thấy cái chữ đó nè, xin cháu cầu nguyện cho chú. So he want you to pray for her his he want you to pray for his back pain and his chest pain and also his eye cannot see clearly and he have dizzy too and he want you to pray for him. Praise the Lord. You will receive all the healing tonight, right now. Yeah, Chúa sẽ được chữa lành trong buổi tối ngày hôm nay. You just open your heart. Chúa hãy mở lòng. Like Brother Trung recently. And you will receive. Your eye can clear again. Yeah, Chúa hãy mở lòng mình ra để nhận lãnh quyền năng của Chúa và mắt của chú sẽ gọi là không choáng và sẽ thấy rõ trở lại. You open your heart to receive. I ask Sister Nguyen, you pray right now and she will receive the miracle. Not because I don't want to pray, but I want to tell you God gives the key to everyone. Don't scared to use it. Sister Nguyen, you pray right now and I will see she will he will heal right now. Can you pray right now, Sister Nguyen? Yes. Yeah, Chú ơi, và một số muốn con sẽ cầu nguyện cho chú. Thì giờ này chú hãy mở rộng ra và hết lòng tin cậy nơi quyền năng của Chúa nha. Yeah, your prayer right now, please. Yeah. Xin chú hãy để tay vào mắt của mình. Dạ. Yeah. Trong danh của Chúa Giêsu, con cầu nguyện để sự chữa lành sẽ đến trên chú ngay trong thời giờ này, đến trên đôi mắt, sẽ đến trên lưng, sẽ đến trên cơn đau ngực của chú để rồi không còn cơn đau ngực nào nữa, không còn cơn đau lưng nào nữa và không còn cơn choáng mắt nào nữa. Trong danh của Chúa Giêsu, sự chữa lành hoàn toàn sẽ đến trên chú trong thời giờ này. In the name of Jesus Christ, amen. Hallelujah. Can you tell us what happened with you right now? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Can you tell us? Dạ, Chúa cảm thấy gì không mà? Cái ngực nó hơi đỡ rồi, còn cái mắt nó mới sáng, mới sáng. Mình đỡ rồi. Dạ là mắt đỡ mắt luôn đó. Mà chú. Là mắt. Vâng. Dạ. Yeah. Okay. His chest pain is he feel better and also his eye is brighter. Praise the Lord. Yeah, cảm ơn Praise Chúa. The Lord. Hallelujah. Yeah. This Hallelujah. I can ask anyone because the key is available for everyone. Yeah, tôi có thể mời bất kỳ ai cầu nguyện bởi vì quyền năng của Chúa sẽ hành động trong bất cứ ai trong quý vị. The key is not for only Evangelist Vincent or Pastor A, Pastor B. No. The key for every believer. I can ask anyone and anyone can use the key and the miracle happens. Dạ, và chìa khóa là quyền năng sẽ tức là quyền năng của Chúa sẽ ở trong bất cứ ai ở trong chúng ta. Không chỉ là ở trong một số Vincent mà thôi. To tell us the key is for everyone who believe in Jesus. I'm sorry. The key is available for everyone. Và quyền năng. So yeah. We will yeah. take down yeah. all the stronghold to make us limitation. Và quyền năng của Chúa sẽ hành động ở trong lòng những người tin Ngài. Và all the believer in Vietnam start to use the key. Mọi người trong chúng ta ngày hôm nay hãy sử dụng quyền năng của Chúa. Like Sister Nguyen just mọi người trong chúng ta hãy sử dụng quyền năng. And you have received miracle. Mọi người chúng ta hãy sử dụng bắt đầu thực hành quyền năng của Chúa giống như là những người cầu nguyện đã cầu nguyện cho quý vị đã được chữa lành thì họ đang sử dụng quyền năng của Chúa đó quý vị.
When the person have the key, the person become confident, become brave, become fearless, and the person know how to open, how to use the key. Yeah. Khi mà một người nhận lãnh được quyền năng của Chúa thì người đó sẽ trở nên một người can trường, một người can đảm và sẵn sàng và dấn thân vào công trường của Chúa. We can demonstrate it more and more. Anyone here need to experience some miracle healing or anything? You will experience that now. Dạ. Có ai trong quý vị có nhu cầu cần được cầu nguyện thì xin quý vị giơ tay lên ạ. Dạ. Chú Công Lý đúng không ạ? Dạ rồi. Dạ xin mời chú nói. Dạ, xin mời chú Công Lý sẽ mở. Dạ. Dạ chưa chú mở lại. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Tôi cũng làm chứng vừa qua thì trong cái cầu nguyện mà mục sư cầu nguyện thì tôi thấy cảm động trong cái tấm lòng nó to thúc mà nước mắt nó cái tuôn chảy ra, nhưng mà tôi thấy đúng là cái sự hiện cảm của Chúa đã đến. Nhưng mà từ trước tới giờ thì mùa dịch này thì nói chung ra thì cũng chưa đi làm chứng gì được, nhưng mà nghe tấm lòng nó cũng thao thức ở trong tấm lòng dữ lắm, nhưng mà cũng chờ đợi cái Chúa đã kêu gọi rồi là sẵn sàng bước ra đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì tôi cũng nhờ mục sư cầu nguyện cái con mắt đá với mũi rồi. Dạ rồi. So Pastor, when he wanted to testify when you pray, his tear is keep, you know, like he keep crying when you pray, and he felt God touch his heart so strong, and praise he the Lord. Yeah, and also praise he want you to pray for his eye problem. He has clouds in his eye, and yeah, cho cường mắt rỗi gì nữa chú. Mắt bị viêm mũi. Yeah, and also his nasal problem. Okay, you will receive completely healed tonight. Yeah, buổi tối ngày hôm nay chú sẽ được chữa lành hoàn toàn. Just open your heart right now. Chú hãy mở lòng ra. Anyone here pray, you heal. Because everyone here already know they have the key. When the key open the miracle, the heaven release the miracle and you heal. You totally heal. I will call Sister Kim Tran. Are you available? Dạ, mục sư muốn mời chị Kim Trần để cầu nguyện cho chú ạ. If not, we ask Sister Paula. Are you available? Yeah. You pray for Ngo Chong Li eye and the nose so he can receive miracle healing tonight. Yeah, Cô Paula sẽ cầu nguyện cho chú. Yeah. That missing before. Is that block? Yeah, the brother have problem with the eye and the nose, yeah? Yeah. Okay. Yeah, you pray right now and he will receive miracle. Okay. In the name of Jesus, I trong say. Danh của Chúa Giêsu. Every blockage. Mọi bệnh tật. Mọi bệnh tật ở trong mũi. And the eyes. Ở trong mắt. I command. Ta ra lệnh. Right. Yeah, I command right now. Go away lệnh. From. Ngay trong thời giờ này, những điều đó phải rời khỏi Chúa Công Lý. Receive healing from God. Hãy nhận lãnh sự chữa lành từ nơi Chúa. Right now, I said. Ngay trong thời giờ này, trong danh Chúa Giêsu tôi công bố. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Can you tell us what happened in your eye right now? Can you test it?
Dạ, chú ơi, chú thấy mắt mình như thế nào rồi? Dạ, sáng là sáng lại cô. Wow, wow. Dạ. Chú cũng mang ơn mục sư và các cô. Dạ, cảm ơn chú. So his eye is brighter now. Praise the Lord. Give glory to God. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Hallelujah. Ngợi khen chú, vỗ tay ngợi khen chú. This key not only give to me or Paula or Sister Nguyen, but give to you also. You can practice to heal many people. Dạ, yeah, quyền năng chữa lành không chỉ ở trên mục sư thôi, nhưng mà cũng có ở trên chú nữa. Nên chú có thể cầu nguyện chữa lành cho những người khác. The key already in your hand. Don't afraid to use it. Dạ, yeah, quyền năng đang ở trong tay chú, nên chú đừng có ngần ngại hay sợ hãi mà dùng, mà sử dụng. When everybody know they have the key and they know how to use the key, Vietnam will come to Jesus. Yeah. Amen. Và khi mà tất cả chúng ta nhận biết được chúng ta đang có quyền năng ở trong tay của mình và chúng ta biết được cách sử dụng, thì Việt Nam sẽ trở lại với Chúa sớm thôi. You can watch more miracle now. Anyone here want to experience? Dạ rồi, xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, xin mời cô Tám Lệ. Otherwise, anyone want to give testimony, you're welcome. Chúa, hồi cấp nãy mục sư kêu đưa tay lên đón nhận sự chữa lành á, thì đau cột sống, năm gai cột sống với nó giờ tê hai có giò nặng lắm, mà lúc nãy mục sư kêu đưa hai tay lên nó đón nhận thì nó đã giảm đi cỡ 5% rồi, nó cũng còn mà nó còn nhẹ. Xin mời, xin thưa với mục sư tiếp tục cầu nguyện để rồi hoàn toàn được giải cứu. Dạ, yeah, ok. Dạ, yeah, cô nói lại cho con là bị tê chân đúng không? Với lại đau lưng không. Nữa hả cô? Mà bác sĩ nói cô 5 gai cột sống. Dạ, yeah, ok. 5 gai. Yeah. So Pastor, she have a very severe back pain. And also she don't have sense, she cannot sense well in her both leg. And she want you to at first when you ask her to raise her hand to pray, she has been healed 50%, and now she want you to pray for another 50% to go out of her body. Praise the Lord. You know, not only sickness we can remove from your body, even the mountain we can move. Dạ, cô ơi, cô biết rằng lời cầu nguyện không chỉ có thể không chỉ có thể đuổi bệnh tật ra khỏi cơ thể cô, mà lời cầu nguyện cũng có thể di chuyển đồi núi nữa. When we use the key is authority, the key is the power. So we must use with power and authority. Dạ, quyền năng của chú là chìa khóa. Đó là thẩm quyền, đó là sức mạnh. Nên là khi chúng ta sử dụng cái chìa khóa, chúng ta cũng phải sử dụng ở trong thẩm quyền và trong quyền năng của Chúa. You will receive mighty miracle right now. You will receive right now. Cô sẽ nhận lãnh phép lạ từ nơi Chúa ngay trong thời giờ này. I choose anyone from here. The power will release to you. I will choose a brother. Your eye just get healed recently. Can you help me? Ngo Chung Lee. Can you pray for this sister? So yeah, she will receive completely healing right now. Can you help me right now? The power will release through you. Yeah. So muốn mời chú Ngô Công Lý để cầu nguyện cho cô Tám Lệ để được sự chữa lành từ nơi chú. Dạ, yeah, xin mời chú Ngô Công Lý ạ để cầu nguyện cho cô Tám Lệ. Xin nhận là cầu nguyện cho cái Tám. Hallelujah, con cảm tạ ông Chúa. Thank you. Con nguyện cho chị em chúng con ngay trong thời gian này, con công bố. I pray for her right now in Jesus' name. Bệnh tật trong thân thể của chế Tám Lệ giờ này nhận được sự chữa lành của Chúa ngay trong. I pray for the complete healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Hallelujah. Can you tell our sister you already healed 100%, so you can testify right now?
Dạ cô thấy thế nào rồi cô? Cảm ơn Chúa khi mục sư vừa mượn mục sư thôi, mục sư vừa nói chuyện mà chưa cầu nguyện nữa, thì cảm ơn Chúa làm như mình mẩy nó giận nó xây chuyển. Cảm ơn Chúa là và với chú Lý cầu nguyện thì cảm ơn Chúa hoàn toàn chữa lành, ngợi khen Chúa. Yeah. So even when you are just saying, just talking, Pastor, I feel some movement in my body. And when Brother Công Lý pray for me, and I feel the completely healing from the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Vietnam will come to Jesus. Vietnam sẽ quay trở lại và tin nhận Chúa. Amen. Praise the Lord. You already have the key, and you know how to use it right now. Hallelujah. Quý vị có chìa khóa và quý vị cũng đã biết mình phải sử dụng như thế nào rồi. So, no longer live by natural, but live by supernatural. Amen. Dạ vậy nên chúng ta sẽ sống ở trong một diệu kích mới là diệu kích của sự siêu nhiên nhé. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa quyền năng. Confidence, the miracle is in you. Dạ, hãy tự tin, hãy mạnh mẽ vì quyền năng của Chúa ở trên quý vị. Amen. Okay. Anyone want to experience now about the miracle power? Dạ, có ai muốn cầu nguyện thêm trước khi mình kết thúc không ạ? Dạ, chị bạn nói đi bạn. Dạ, còn cô chú bạn Giang, chúng ta cần cầu nguyện không ạ? Dạ, mời chị Mội ạ. Anyone? Hurry up so we can finish tonight. Dạ, xin mời chị Mội nói đi ạ. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn luật sư, cầu nguyện cho hai thằng nhỏ nó không ăn uống gì chân, nó không ăn, nó không ngủ. Nó sữa không à? À, ý là bé không ngủ được luôn hả chị? Không ngủ luôn hả chị? Không, nó không ngủ được rồi, nó không ăn luôn. Dạ, nó chỉ uống sữa thôi. Tức là tình trạng này xảy ra bao lâu rồi hả chị? Dạ, chừng 2 tuần gà, 2-3 tuần gà chị. Okay, Pastor, she want to pray for both of her kids. They cannot eat and they cannot sleep well also. They just can drink milk for 2 weeks, for the last 2 weeks. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Your kids will receive miracle tonight. Amen. Lạy khen Chúa và tối ngày hôm nay con của chị sẽ được chữa lành. Em lại nghe. Okay. We ask Sister Than, can you help me? Than Bap Thit Thien. Yeah, và xin muốn mời cô. Can you say the name again, Pastor? I just unmute right now. Yeah, okay. Can you help me? Hui Than Bap Thit. Là tên ai đó bạn ha? Hui Than Bap Thit. Hang on. Are you? Yes, you. Yeah. À, hội thánh. Yeah, okay. Yeah, thánh. Okay. Can you pray? And this real miracle happened. You can check with your children right now. And they will eat. They happily eat. They enjoy the food. Yeah. The miracle take place. Please pray, sister. Xin mời bạn cầu nguyện cho sự chữa lành. Yeah. Dạ chị Mội, mời đức tin mình đón nhận sự chữa lành từ nơi Chúa nha. Chúa ngài sẽ đến và chữa lành cho hai bé của chị. Dạ xin mọi người cùng hiệp ý với con sự cầu nguyện. Lạy Chúa là cha nhân từ của chúng con. Cha, chúng con biết rằng ngài nói với chúng con rằng nếu mà chúng con tin thì dấu lạ này sẽ đến trên hết thảy chúng con. Và nhân danh Chúa Jesus Christ, giờ này chúng con hiệp ý với nhau. Chúng con cầu nguyện cho người chị em của chúng con. Con cầu nguyện xin sự chữa lành đến từ nơi Chúa. Cứ nói đi, hai con của chị trong thời giờ này để hai con của chị nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa và nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con mọi điều gì ngăn trở trên đời sống của hai em thì này everything con sự chữa lành từ nơi Chúa để chúng con thấy được
sự vinh hiển của Ngài, sự God chữa will lành của Ngài và heal. sự thành tín của Chúa trên đời sống của người chị em chúng con. I pray Cảm that ơn she will Chúa và experience the power of God Ngài Chúa Ngài đã chữa on her lành cho kids. hai em của con. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh I pray that the healing will come right now in Jesus' name. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Yeah. You receive this power. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dạ rồi. I give back this pray for you, Sister Nguyen. Can you take over? I think we finished tonight, eh? Yeah. You want me to pray for the finish? Yeah. Yeah. Okay, Pastor. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc và tôi xin cầu nguyện kết thúc buổi bồi linh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin quý vị hãy hiệp lòng. Lạy Chúa là Cha của nhân từ của chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều vì chúng con có cơ hội được đến để cùng học lời của Ngài, để cùng suy ngẫm lời của Ngài và để cùng kinh nghiệm quyền năng từ nơi Ngài nữa. Cảm ơn Chúa vì chúng con thật sự được phước trong buổi tối ngày hôm nay. Nhiều người đã được chữa lành, nhiều người đã được kinh nghiệm quyền năng của Ngài, nhiều người đã được Ngài động chạm, nhiều người đã được Ngài thăm viếng. Và Chúa ơi, chúng con tin rằng kể từ buổi tối ngày hôm nay trở về sau, chúng con sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời bước đi theo khải tượng và sự kêu gọi của Ngài. Chúng con sẽ nắm chắc được quyền năng của Ngài và biết cách để sử dụng quyền năng ấy cho vương quốc của Ngài, để mở rộng vương quốc của Ngài càng hơn nữa. Và chúng con cầu nguyện để rồi trong năm mới này, để Chúa điều ưu tiên nhất của chúng con đó là sự kêu gọi, sứ mạng của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con tin rằng khi chúng con bước đi theo sự kêu gọi và sứ mạng của Ngài thì để Chúa mọi điều phước lành, mọi điều tốt lành khác Chúa Ngài sẽ ban cho cuộc đời của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm và chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn ở trên mục sư Vincent cũng như tất cả ông bà anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay thật được phước hạnh và được kinh nghiệm của Chúa và được kinh nghiệm Chúa ngày càng thêm hơn nữa. Và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Chúa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you everyone. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Thư và mục sư Vincent đã có lời của Chúa cho hội thánh trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, em thay mặt hội thánh xin cảm ơn mục sư Vincent và chị Thư đã phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ngài ban phước lại cho mục sư và chị Thư bội phần hơn ạ. Dạ. Dạ. Chị dịch lại chứ. Pastor, thank you, Pastor, for providing God's word for us today, and also thank you for the interpreter today, and may God bless you abundantly. Thank you. Thank you too for everyone. God bless you all. See you again next time and Happy New Year. Yeah, hẹn gặp lại quý vị và chúc mừng năm mới. Thank you, Pastor. Thank you all. Thank you all the friend team from Harvest Academy. Pastor Sabto, Pastor Daniel, Paula, everyone here. Praise the Lord. Thank you. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự. Sister Nguyen, don't forget with Pastor Sabto organize more class for Vietnam. Amen. Dạ và chúng tôi rất là mong mỏi sẽ được tổ chức thêm nhiều buổi bồi linh nữa cho quý vị trong thời gian sắp tới. Amen. Have good Amen. Night. Yes, bye. Dạ cảm ơn Gia Thư nhiều nha. Dạ, thời giờ này hội thánh chúng ta có thể mở mic ra và mở camera, chúng ta có thể chào nhau ạ. Chúa ban phước cho hội thánh.